tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa, từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi buồn nhớ. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình, gọi con nên bạn tình cha, dù bao sóng gió hiểm nguy, dìu con đi giữa trần gian, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con, vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Con thành tâm dâng hiến trọn đời, thành tâm dâng hiến xác hồn, để nên tông đồ của cha, và nên nhân chứng của cha, truyền giao chân lý của cha, gieo rắc lời cha khắp gần xa, rồi con sẽ đi khắp miền, làm nhân chứng cho tình yêu, rồi con sẽ đi khắp miền, làm nhân chứng cho tình yêu, rồi con sẽ đi khắp miền, làm nhân chứng cho tình yêu. Phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què cùn, cùng làm tay cho người bị đi. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài,
từ lúc con chưa nhận biết Ngài. Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin gửi con đi tới mọi miền để đem cơm cho người nghèo hèn và tặng nước cho người còn khát. Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc thang cho người bệnh tật, tặng chiếu chăn cho người lạnh khó. Con ra khắp nẻo đường, bàn tay nâng ánh đèn rọi đường, tỏa lửa ấm cho người lạnh giá. Xin gửi con ra khắp nẻo đường, cảm thông chia vui buồn phận người và sớt chia cho đời niềm vui. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin gửi con vào khắp thôn làng, ôi an trao cho người khổ sầu, gợi lòng tin cho người buồn chán. Xin gửi con vào khắp buôn làng, niềm vui trao những người buồn phiền, người lắng lo xin gửi bình an. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Qua mau mà còn đây bao nỗi u buồn, cuộc tình hôm nay cho bao nhiêu tuổi hờn đắng cay, một đời miệt mài lầm than dại dầu sớm hôm, bao năm tháng con mỏi mòn, tình Ngài thương vẫn luôn vuông tròn, niềm cậy trông Chúa thương đời con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó,
chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm, rồi bao lo toan mà đời con sao mãi ê chề. Tình ngày hôm qua sao hôm nay tựa làn khói bay, và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con tin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trăm chiều, nguồn nuôi an Chúa là tình yêu. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. Chân ai vương vấn bên lòng, tình Ngài bao dung luôn cho con trọn niềm tin chung. Dù đường còn dài, ngày mưa đêm buồn mãi thôi, con luôn vẫn tin nơi Ngài. Dù đời con sống trong u hoài, tình Ngài luôn chiếu soi ngày mai. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. Trần gian hôm nay dù đổi thay như lá trên cành, tình đời như vui cho con trông cậy một Chúa thôi. Tình Ngài nhiệm dìu con qua từng tháng năm, con luôn bước trong ân tình. Ngài gọi con sống trong an bình, Ngài chờ con giữa anh bình minh. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối.
xin trân trọng kính mời cha tổng, quý cha và cộng đoàn an toàn. Trọng kính cha tổng, quý cha quản hạt, quý cha cố và quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, thân nhân, quý vị khách quý cùng tất cả quý anh bà chị em. Hôm nay quả thực là ngày hồng phúc, ngày vui mừng cho giáo xứ cây đôi của chúng con. Bởi vì trong giáo xứ chúng con có một người con ưu tú, đó là cha Josaphat Huỳnh Hiếu Trung, đã đáp lại lời mời gọi của Chúa, dâng mình cho Chúa đi tu, sống đời tận hiến. Ngày tu học và giờ đây cha đã trở thành linh mục của Chúa. Vâng, thưa quý cha cùng kính bạch chị em, vào sáng hôm qua vào lúc 8 giờ rưỡi tại nhà thờ giáo xứ Đại Đức Mẹ Tân Hiệp, cha đã được lãnh nhận hồng ân thiên chức linh mục của Chúa qua đôi tay của Đức cha giáo phận Giuse Trần Văn Toản. Và hôm nay cha trở về với giáo xứ là quê hương để tổ chức lễ tạ ơn, và muốn cùng với các cha và tất cả mọi người dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân. Đây quả thực là niềm vui mừng và hân hạnh cho gia đình của cha và cũng cho gia đình của giáo xứ cái đôi này. Vậy để nói cái niềm vui ấy, giờ đây ông Chánh, người đại diện cho giáo xứ cái đôi, có đôi lời chào mừng các quý cha, quý khách, rồi nói đến niềm vui mừng của mình, bày tỏ niềm vui và chúc mừng cha mới. Và xin trân trọng kính mời ông Chánh. Tổng đại diện, kính thưa cha quản hạt, cha chánh xứ, quý cha đồng tế và tăng linh mục, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý gia đình linh tông quyết tộc của tăng linh mục, quý khách mời và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ cái đôi, hòa chung với toàn thể giáo phận vui mừng vì có chính thầy phó tế được tuyển chọn lên chức linh mục, và hôm nay cũng là thánh lễ tạ ơn của tăng linh mục Josaphat Huỳnh Hiếu Trung. Con xin thay lời cho cộng đoàn dân Chúa giáo xứ cái đôi, kính gửi đến cha quản hạt, cha tổng đại diện, cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể quý ông bà anh chị em đang hiện diện nơi đây, lời cảm ơn và lời chào mừng trân trọng nhất của giáo xứ cái đôi chúng con. Kính thưa cha tổng, cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý khách, thứ năm ngày 11 tháng 7 năm 2024 tại giáo xứ Đại Đức Mẹ Tân Hiệp, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận, đã đặt tay truyền chức linh mục cho chính thầy phó tế, trong đó có thầy Josaphat Huỳnh Hiếu Trung, một người con sinh ra tại giáo xứ cái đôi. Hôm nay cộng đoàn chúng con rất vui mừng và hạnh phúc cùng với quý cha và tăng linh mục Josaphat hiệp dâng thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa, tri ân tình người. Kính thưa tăng linh mục, với biết bao hy sinh, cố gắng tìm hiểu thánh ý của Chúa qua của Thiên Chúa, cùng với sự giúp đỡ và cầu nguyện của nhiều người, qua bao nhiêu năm tháng mong chờ, hôm nay đã đến ngày sinh qua kết trái. Trước hết, cộng đoàn giáo xứ chúng con cùng với cha dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân cao cả mà Ngài đã ban. Cha là người con của giáo xứ, nay được Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn, thánh hiến làm linh mục để phục vụ dân Chúa. Do đó có thể nói, tác vụ linh mục là một hồng ân, nhưng cũng không thiếu những khó khăn, gánh nặng trong đời linh mục. Nhưng cha hãy yên tâm, hãy ký thác đường đời cho Chúa như câu châm ngôn mà cha đã chọn. Giáo xứ chúng con xin kính chúc cha luôn an mạnh, hăng say, nhiệt hành trọn đời phụng sự Thiên Chúa, luôn được mọi người yêu mến và gặp được nhiều niềm vui trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Con cũng xin được chúc mừng đến gia đình ông bà cố, gia đình linh tông quyết tộc đã nuôi dưỡng, hướng dẫn,
đặc biệt đã quảng đại trao ban người con ưu tú của gia đình cho Thiên Chúa và Giáo hội. Kính chúc ông bà cố và gia đình linh tông quyết độc luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Một lần nữa, cộng đoàn giáo xứ chúng con xin hết lòng cảm tạ tri ân cha tổng, cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý vị đã đến hiệp dân thánh lễ tạ ơn hôm nay. Và giờ đây, cộng đoàn giáo xứ xin dâng lên cha Giô-sa-phát tăng linh mục bó hoa tươi thắm và các món quà nhỏ để biểu lộ niềm vui của giáo xứ chúng con. Con xin trân trọng cảm ơn và kính chào. Con xin cảm ơn cha xứ và vị đại diện đã chúc mừng đến con và gia đình. Con xin được đáp từ sau hiệp lễ. Xin mời cộng đoàn đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cha tổng đại diện giám mục, quý cha quản hạt, cha xứ, cha phó, quý cha đồng tế, quý thầy, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể ông bà anh chị em, trong tâm tình cảm tạ và cầu nguyện thánh lễ tạ ơn hôm nay, xin hiệp lời cùng con. Trước hết là tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa vì đã yêu thương, kêu gọi con hãy ký thác đường đời cho Chúa và chọn con làm linh mục của Chúa. Kế đến là tâm tình phó thác. Ý thức là thân phận con người yếu đuối, mỏng giòn, vì vậy con xin kính xin cộng đoàn cầu nguyện cho con được ơn trung thành trong sứ vụ mà Chúa đã trao ban. Cuối cùng, trong tâm tình cầu nguyện, con cầu nguyện cho giáo xứ Cái Đôi ngày có thêm nhiều ơn gọi để phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội. Con cầu nguyện cho quý cha, quý sơ, quý thầy đã từng phục vụ ở giáo xứ Cái Đôi. Con cầu nguyện cho gia đình, thân nhân, ân nhân của con còn sống cũng như đã qua đời, đã yêu thương, đã đồng hành, nâng đỡ, vun trồng ơn gọi của con. Đặc biệt, con cầu nguyện cho linh hồn ông bà tổ tiên nội ngoại, linh hồn Phaolô ông nội của con, linh hồn Phêrô Maria ông bà ngoại của con, linh hồn Lemente Ane ông bà ngoại ân nhân của con, linh hồn Giuse ân nhân của con và tất cả các linh hồn qua đời trong giáo xứ Cái Đôi. Để những ý nguyện trên được Thiên Chúa đối thương chấp nhận, giờ đây anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Những điều thiếu sót, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria con đời đồng chính, các thiên hồng, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi chư tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót
tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Cho người thiện tâm. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha chúng con và là Đấng ban phát mọi ơn lành, này chúng con nhìn nhận hết những gì chúng con đang có, và ngay cả chính bản thân chúng con, tất cả đều bởi Chúa. Xin dạy chúng con ngày càng thấy rõ Chúa yêu thương chúng con dường nào, và xin làm cho chúng con tận lực tận tình yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng con là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài chế sách tiên tri Jeremia. Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Nhưng tôi thưa, ôi, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con nay còn quá trẻ, con không biết ăn nói. Đức Chúa phán với tôi, đừng nói ngươi còn trẻ, ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi, ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Rồi Đức Chúa giơ tay, chạm vào miệng tôi và phán: đây, ta đặt lời ta vào miệng ngươi.
Bài chích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô: Để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được. Thân xác tôi như đã bị một cái dầm đâm vào, một thủ hạ của Sa-tan được sai đến giả mặt tôi. Để tôi khỏi tự cao tự đại, đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. Nhưng người quả quyết với tôi: Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Đó là lời Chúa. Chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói dồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Đó là lời Chúa. Kính thưa cha quản hạt, kính thưa cha sở, cha phó, giáo xứ cây đôi, kính thưa quý cha cố, quý cha, kính thưa quý thầy, quý sơ, kính thưa quý chức các giáo xứ, kính thưa ông bà cố và gia đình linh tông quyết tộc, kính thưa quý khách và kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến. Có một câu chuyện có thật về tấm gương hy sinh quên mình của một linh mục. Ngày 30 tháng Giêng năm 1938, chuyến xe lửa khởi hành từ Quito, Galio đến Colombia bất ngờ bị trật đường ray. Tai nạn làm cho nhiều người chết và bị thương. Trong số hành khách đang quằn quại vì những vết thương đau đớn, người ta thấy có một linh mục tên là Felix Louis, dòng Don Bosco. Cha bị gãy chân và một phần ruột bị lòi ra khỏi bụng. Nhận ra ngài là một linh mục, các y tá đã chạy đến ân cần chăm sóc ngài. Thế nhưng cha ra hiệu bảo các y tá hãy lo chăm sóc cho các hành khách khác. Nói xong, cha lấy hết sức mình nhét ruột vào bụng,
lấy khăn băng lại và xin người ta chiều tới những người bị thương nặng đang hấp hối để giải tội cho tất cả những ai muốn xưng tội. Làm xong công tác mục vụ, cha mới nói với các y tá: "Tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi thi hành chức vụ linh mục của tôi cho tới giây phút cuối cùng. Giờ đây anh chị em có thể mang xác của tôi đi." Người ta vội chở vị linh mục đến nhà thương, nhưng chỉ vài giờ sau, Ngài đã trút hơi thở cuối cùng khi cuộc đời chưa tròn 36 tuổi. Kính thưa cộng đoàn, làm linh mục là để phục vụ và hiến mạng sống mình cho đoàn chiên như Chúa Giê-xu. Trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giê-xu đã tự xưng: "Tôi là mục tử nhân lành." Và ngay đó, Chúa Giê-xu khẳng định đặc tính cơ bản thứ nhất của người mục tử nhân lành là hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Trong thánh lễ phong chức linh mục, Hội Thánh thường nhấn mạnh đến ý tưởng hy tế trong chức linh mục của Chúa Giê-xu. Một trong các câu hỏi liên quan đến những cam kết của tiến chức, câu cuối cùng có tính chất tột đỉnh và tổng hợp. Đức Giám mục đã hỏi tiến chức rằng: "Con có muốn ngày càng liên kết mật thiết hơn với Đức Kitô Thượng Tế, Đấng đã tự hiến mình cho Chúa Cha làm của lễ tinh tuyền vì chúng ta, và có muốn cùng với người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không?" Và tiến chức đã long trọng trả lời: "Thưa, nhờ ơn Chúa giúp, con muốn." Rồi khi trao chén thánh thì Đức Giám mục lại nói: "Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo gương mẫu thánh giá Chúa." Chính vì thế, tham dự thánh lễ tạ ơn hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều cho tân linh mục, vì bắt đầu bước vào đời linh mục là bắt đầu cuộc đời hy tế, là bắt đầu giác thánh giá theo chân Chúa, thánh giá của chính bản thân mình và cả thánh giá của đoàn chiên. Những ngày vui, những bữa tiệc đón rước tân linh mục rồi cũng sẽ khép lại, để nhường chỗ cho những ngày tháng thi hành sứ vụ trong âm thầm và hy sinh. Như Đức Kitô là mục tử nhân lành, tân linh mục có bổn phận phải chăm sóc chu đáo đoàn chiên, kể cả việc sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Cuộc sống linh mục của tân linh mục từ nay trở đi là một cuộc sống phục vụ, là một cuộc sống hy sinh cho người khác. Làm linh mục là gánh lấy một trách nhiệm nặng nề. Vì thế, linh mục rất cần được mọi người nâng đỡ, cảm thông. Có một câu chuyện như sau. Chuyện kể rằng có một bà mẹ đố đứa con trai. Con trai yêu dấu. "Phần nào là phần quan trọng nhất trên cơ thể hả con?" Đứa bé đã trả lời với mẹ rằng: "Âm thanh là quan trọng đối với con người, nên đôi tai là bộ phận quan trọng nhất." Người mẹ lắc đầu: "Không phải, có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được, nhưng họ vẫn sống tốt." Con tiếp tục suy nghĩ về câu nói đó. Sau này mẹ sẽ hỏi lại con. Vài tháng sau, đứa bé nói với mẹ mình: "Hình ảnh là quan trọng nhất. Vì thế, đôi mắt là bộ phận quan trọng nhất."
Người mẹ lại nhìn đứa con trai và âu yếm nói: Con đã học được nhiều điều rồi đó, nhưng câu trả lời của con chưa đúng, bởi vì vẫn còn nhiều người trên thế giới này chẳng nhìn thấy gì mà họ vẫn sống tốt. Cho đến một hôm bà nội của đứa bé qua đời. Và lần đầu tiên trong cuộc đời, đứa bé thấy người cha của mình đau khổ, khóc lóc thảm thiết và gục đầu vào vai người mẹ của em. Lúc liệm người chết xong thì người mẹ đến cạnh đứa con trai và thì thầm: Con đã tìm ra câu trả lời chưa? Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt đứa bé, người mẹ liền nói cho con đáp án. Con trai à, phần quan trọng nhất trên cơ thể chính là đôi vai của con. Đứa bé hỏi lại: Có phải vì đôi vai đỡ cái đầu của con không hả mẹ? Người mẹ lắc đầu: Không phải. Nhưng bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Tất cả các phần thân thể khác là cần thiết, rất cần thiết, nhưng là cần thiết cho chính mình. Còn bờ vai thì lại cần thiết cho người khác. Phần quan trọng nhất của con người không phải là phần ích kỷ, mà là phần biết cảm thông với nỗi đau khổ của người khác. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho cuộc đời của tân linh mục Josaphat luôn là một bờ vai cho người khác. Bờ vai mang nặng gánh mục vụ, bờ vai của người mục tử vui tươi dắt chiên lạc về đàn, bờ vai của đấng cứu thế vác lấy thập giá đi lên đồi Canvê để cứu độ loài người. Kính thưa cộng đoàn, giáo xứ cái đôi chúng ta được Chúa thương ban cho rất nhiều niềm vui lớn lao. Cách đây mới nửa tháng, giáo xứ chúng ta ăn mừng công trình đại tu nhà thờ hoành tráng, xây dựng nhà chung, nhà giáo lý đẹp đẽ. Quý cha và mọi người đến tham dự đều thán phục và buộc miệng khen rằng: Nhất Hoa Kỳ, nhì cái đôi. Hôm nay giáo xứ cái đôi lại có thêm một niềm vui mới. Giáo xứ đã đóng góp cho giáo phận Long Xuyên cũng như cho giáo hội một tân linh mục là cháu chiên ở trong giáo xứ. Tại sao gọi là cháu chiên? Thưa chị ông bà cố đã là con chiên ở trong giáo xứ, cho nên tân linh mục phải được gọi là cháu chiên mới đúng. Từ khi cha An Tôn Võ Ngọc Thâu chịu chức linh mục năm 2006 đến nay đã 18 năm 6 ngày chính xác, chúng ta mới có một lễ tạ ơn trọng đại như ngày hôm nay. Giáo xứ chúng ta có nhiều ơn kêu gọi. Hiện nay vẫn còn thầy Giuse Nguyễn Thành Tâm thuộc dòng Tôi Tớ Đức Ái đang học lớp thần 4 ở Philippines, và thầy Phêrô Nguyễn Trung Hiếu thuộc dòng Si Tô Thánh Mẫu Thiên Phước ở Bãi Dâu Vũng Tàu. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và cầu nguyện thật nhiều cho giáo xứ, cho có nhiều ơn gọi hơn nữa. Hy vọng rằng nhờ đời sống đạo đức của giáo dân cũng như sự chăm sóc mục vụ nhiệt tình của cha phó và cha sở Vinh Sơn Bùi Tuấn Hiếu, giáo xứ cái đôi chúng ta càng ngày càng phát triển và trong tương lai sẽ đóng góp cho giáo hội nhiều linh mục và tu sĩ hơn nữa. Chúng ta hãy tin tưởng nơi Chúa sốt sắng cầu nguyện, và chúng ta sẽ thấy có những điều Chúa làm mà chúng ta cũng không hề tưởng tượng ra được. Xin Chúa ban muôn phúc lành
và nối kết tất cả mọi người chúng ta trong tình yêu thương của Chúa. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô là vị thượng tế muôn đời, đã vì yêu thương mà ban cho chúng ta được thông phần vào chức tư tế của Người, để cùng Người, với Người và trong Người, chúng ta được dự phần vào hy tế tạ ơn dâng lên Thiên Chúa Cha. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta cùng dâng lên Người lời nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu Kitô, vị thượng tế muôn đời, xin đón nhận những lời nguyện chân thành chúng con vừa dâng lên. Chúng con biết sống trung thành với ơn của mình và qua đó không ngừng làm vinh danh Chúa và mưu cầu lợi ích cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng tiên lễ vật này để ngợi khen Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã thương ban. Mặc dù chúng con chẳng làm gì nên công trạng, xin Chúa giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa thế nào để làm rạng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Và những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tiên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các muôn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các muôn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh chưng xin và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần. Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Phaolô, Phêrô, Maria, Lê Mên Tê, Anê, Du Xe và những linh hồn chúng con nhớ đến mà Chúa đã đòi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng ngược sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mỗi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi vinh dự và vinh quang đều quy về Chúa, Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng:
Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đôi thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Trần gian phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Suốt năm cánh dài tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương buồn đến. Đời con nay vẫn là như giấc mơ chưa tròn, tình ai như vẫn còn theo bước con đêm ngày. Một hôm con bỗng chợt nghe tiếng Chúa kêu mời để sống trăm năm cho riêng tình ai. Bàn tay con nâng lên cao, dâng Chúa em những nghi nghi, dâng Chúa cho sao thân con, tương lai còn dài, Chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy.
Cảm ơn cha xứ, người mà con vẫn thường gọi là bố kính yêu, cha phó, quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ, ca đoàn, lễ sinh, quý hội đoàn và ông bà anh chị em giáo xứ cái đôi đã yêu thương, nâng đỡ, vất vả lo lắng cho con trong thánh lễ tạ ơn trong những ngày tháng qua. Con xin hết lòng cảm ơn. Con xin cảm ơn cha nghĩa phụ, bố đã luôn đồng hành, lo lắng, quan tâm con, yêu thương con trên những bước đường tu học. Con xin hết lòng cảm ơn Ngài. Và con xin hết lòng cảm ơn cha cậu An Tôn. Cậu đã luôn âm thầm yêu thương con từ bé, che chở, bao bọc, dìu dắt, theo dõi con trên những chặng đường gian khó của cuộc sống và trong đời sống tu học. Con xin hết lòng cảm ơn cậu. Con xin hết lòng cảm ơn cha bố lớp của con, đó là cha Phê Đôn Hoàng. Ngài đã yêu thương dìu dắt anh em chúng con. Con xin cảm ơn cha cậu, cha chú, cha bỏ, quý cha đồng tế, quý cha xứ đã đón nhận con trong năm thử và những dịp hè. Con xin cảm ơn quý cha linh tông huyết tộc trong mối thân tình thân hữu của con. Tình yêu thương của quý cha dành cho con như một người cha nhân lành đối với một người con thơ bé. Quý cha đã dành cho con tình thương rất đặc biệt. Con luôn trân quý từng phút giây và ghi khắc trong lòng. Một lần nữa, con xin hết lòng cảm ơn quý cha.
Con xin cảm ơn quý sơ, quý vị, quý thầy đại chúng nguyện, quý thầy Linh Tông. Con xin cảm ơn anh chị em trong gia đình Linh Tông huyết tộc mà cha nghĩa phụ đã quy tụ. Con hết lòng cảm ơn hội đồng mục vụ, quý hội đoàn, ông bà anh chị em ở giáo xứ mà con từng được sai đến học hỏi, phục vụ và thực tập mục vụ. Con cảm ơn quý thầy cô giáo và các bạn thuở học trò. Con cảm ơn dòng tộc họ hàng hai bên nội ngoại luôn cầu nguyện và hy sinh nâng đỡ con trong bước đường ơn gọi. Anh hai cảm ơn em gái đã thương anh hai, hy sinh lo lắng gánh vác chăm sóc cho ba mẹ thay anh hai mà đôi khi quên đi hạnh phúc riêng mình. Anh xin, anh hai xin hết lòng cảm ơn. Con cảm ơn ba mẹ vì yêu thương con đã hy sinh tất cả, vất vả nuôi dưỡng, dạy dỗ, bảo vệ, an ủi, che chở cho con, dìu dắt con xong suốt cả cuộc đời. Sự hy sinh và tình yêu vô bờ bến của ba mẹ và gia đình dành cho con để con an tâm bước đi trên hành trình theo Chúa. Và con cũng hết lòng xin cảm ơn người thân rất đặc biệt trong đời con mà con thường gọi là má Dư. Má luôn yêu thương, âm thầm quan tâm, hy sinh, lo lắng, che chở, nâng đỡ con về vật chất cũng như tinh thần trong những ngày con chập chững bước đi. Sự âm thầm hy sinh và tình thương của má để cho con có sự an lòng trên đường đời mà bước theo tiếng Chúa gọi. Con cảm ơn mọi mối thân tình, thân hữu xa gần đối với gia đình thân tộc con. Con cảm ơn quý ân nhân, thân nhân là những người đã âm thầm hy sinh vất vả lo lắng giúp đỡ con bằng tinh thần cũng như vật chất trong một thời gian rất dài chuẩn bị ngày hồng ân tạ ơn Thiên Chúa hôm nay. Tôi xin cảm ơn chính quyền địa phương các cấp xã Hòa Bình, ấp An Lương và An Huế đã tạo mọi điều kiện để thánh lễ diễn ra được tốt đẹp. Con xin thắp nén hương lòng kính nhớ tổ tiên ông bà nội ngoại hai bên. Con xin thắp nén hương lòng biết ơn đến hết những vị ân nhân thân nhân Chúa đã gọi về và những người khi còn sống đã từng cầu nguyện cho con rất nhiều, cầu mong cho con được tiến lên bàn Thánh Chúa để phục vụ Thiên Chúa. Con cảm ơn tất cả quý vị đã yêu thương con ở nơi đâu, sống trong môi trường nào, con đều cảm nhận được tình thương dạt dào vô bờ bến của mọi người dành cho con. Nhờ đó tiếng gọi mời gọi hãy ký thác đường đời cho Chúa dành cho con được ươm mầm, được nuôi dưỡng, được thành hình cho tới ngày hôm nay. Và cũng vì thế con xin tất cả mọi người hãy tiếp tục yêu thương, cầu nguyện cho con để con sống đời linh mục sao chỗ sinh nhiều hoa trái tốt lành như lòng Chúa ước mong. Và sau cùng, con nguyện xin Thiên Chúa ơn nào quý giá nhất, cần thiết nhất, vui thích nhất thì xin Ngài hãy ban dồi dào xuống trên quý cha, quý sơ, quý dì, quý thầy, quý chức, quý cố, quý ân nhân, quý gia đình, quý thân nhân, ân nhân, bằng hữu và toàn thể ông bà anh chị em. Con xin hết lòng cảm ơn. Ở cùng anh chị em, xin Thiên Chúa toàn năng mở lượng khoan hồng giáng phúc cho anh chị em, ban cho anh chị em ơn khôn ngoan hiểu biết để nhờ đó anh chị em được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Xin Thiên Chúa lấy lời hàng sông nuôi dưỡng đức tin của anh chị em và giúp anh chị em kiên trì làm việc lành phúc đức. Amen.
xin Thiên Chúa dẫn lối cho anh chị em đến cùng Người và chỉ đường cho anh chị em sống hòa thuận yêu thương. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Ngài hằng bên con,
cho dù dương gian có khinh chê, cho dù con có quên lời thề, Ngài vẫn chờ, vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên con, bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con, sống trong tình yêu thương của Ngài. Cha, bà con và thánh thần, amen. Cảm ơn Chúa.
lòng con nhớ bé ngài ơi. Giữa bao phen truân chuyên cuộc đời, đời xuôi ngược con thấy chơi vơi. Con ước mong nhịp đập trái tim luôn sắt son hồn nhiên quyết một đường. Bên nhan Chúa đời con khấn nguyện, dâng hiến cuộc đời cho Chúa thôi. Xin cho con tựa nhẹ vào lòng Chúa, để gửi gắm niềm tin lúc muộn phiền, để đời con vui sống thành thơi. Xin cho con thuộc trọn về Chúa, dù đường xa tương lai còn dài, quyết theo ngài vượt bao gió sương, con nguyện theo ngài. Dạ, trong chung mời mốt đi thăm con với hai nhà, con cảm ơn cô. Cũng không ngại ngần, đời có ngài hạnh phúc chứa chan. Xin đoái thương nguyện mời đôi mắt, xin ra ngoài một con sông em hiền mẹ luôn con nguyện một để đời con vui sống thành thơi. Xin cho con thuộc trọn về Chúa, dù đường xa tương lai còn dài, quyết theo ngài vượt bao gió sương, con nguyện theo ngài dù đời trông sắt son hồn nhiên quyết một đường. Bên nhan Chúa đời con khấn nguyện, dâng hiến cuộc đời cho Chúa thôi. Xin cho con tựa nhẹ vào lòng Chúa, để gửi gắm niềm tin lúc muộn phiền, để đời con vui sống thành sống thành thơi. Xin cho con thuộc trọn về Chúa, dù đường xa tương lai còn dài, quyết theo ngài vượt bao gió sương, con nguyện theo ngài dù đời trông gai, con nguyện
đời trông. Lên Chúa lời tạ ơn con dâng thiết tha, dẫu tháng năm phai nhòa vì tình yêu Chúa cũng chẳng phôi pha. Nhìn lại cuộc đời con, bàn tay Chúa ôm vỗ về, và con biết đó là ân huệ Ngài hằng thương yêu. Trên cuộc đời con thằng rơi ấm trái tim lạnh giá bằng ngọn lửa yêu thương nồng nàn, cho đời con là khúc ca tạ ơn để con cất cao ca mừng danh Chúa. Thật hạnh phúc cho cuộc đời con, tạ ơn Chúa. Vang danh Chúa khi thành công hay khi khổ đau, Chúa vẫn luôn an bài cuộc đời con mãi là khúc tri ân. Con ca vang khúc hát bằng tất cả men tin trong cây, vì con biết Chúa hằng quan phòng dìu dắt con đi. Trên cuộc đời con thằng rơi ấm trái tim lạnh giá bằng ngọn lửa yêu thương nồng nàn, cho đời con là khúc ca tạ ơn để con cất cao ca mừng danh Chúa. Thật hạnh phúc cho cuộc đời con, trái tim lạnh giá bằng ngọn lửa yêu thương nồng nàn, cho đời con là khúc ca tạ ơn để con cất cao ca mừng danh Chúa. Thật hạnh phúc cho cuộc đời con, tạ ơn Chúa. Cho cuộc đời con tạ ơn Chúa. Cho luôn chính mình hơn là nhận lấy.
vì yêu sẽ luôn kiếm tìm hạnh phúc cho người mình. Chúa ơi, con là linh mục, muôn muôn ngàn đời theo phẩm hàm Melchizedek. Ân tin Ngài đặt sâu trong tim, hồn con đó ngất ngây vì yêu. Chúa ơi, con là linh, xin đi vào đời thay đổi mình nên như Giê-xu, yêu hết mình tận tâm cho đi, đời tận hiến con nào xa chi. Yêu là cho đi, cho luôn chính mình hơn là nhận lấy, vì yêu sẽ luôn kiếm tìm hạnh phúc cho mình yêu. Chúa ơi, con là linh mục, yêu muôn ngàn đời, xin trở thành gia nhân trung kiên, theo bước Ngài nhận bao hy sinh, từ nay quyết sống cho tình yêu. Chúa ơi, con là linh mục, xin muôn ngàn đời yêu chỉ Ngài chính nguyên đơn sơ, chiếc áo dòng mang trên thân con.
Lòng con ú phai, sẽ làm lòng con ú phai. Lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn đưa con thuyền đến nơi. Trọn đời con đây nhỏ bé, trọn đời xin dâng tiến xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mây thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là trên Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình. Tháng năm mong người đã được làm hy sinh, tháng năm mau người đã đủ làm hy sinh.